Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm trở lại đây, nhiều nông dân ở một số xã của huyện Điện Biên giàu lên nhờ chuyển đổi diện tích trồng lúa thiếu nước tưới sang trồng khoai lang. Theo bà con, khoai lang là cây trồng chịu hạn và dễ trồng. Sau 4 tháng trồng, có thể cho thu nhập từ 100 triệu đến 120 triệu đồng trên 1 ha, cao hơn nhiều so với trồng các loại cây màu khác. Những ngày này, trên cánh đồng ở thôn Đồi Cao, xã Thành An, huyện Điện Biên, tấp nập người dân thu hoạch khoai lang. Cũng giống như nhiều gia đình ở thôn Đồi Cao, gia đình chị Nguyễn Thị Phượng tranh thủ thời tiết khô ráo, huy động toàn bộ nhân lực trong gia đình để khẩn trương thu hoạch 2.000 m2 khoai lang. Được biết, trước đây trên diện tích này, nông dân thôn Đồi Cao cấy lúa nhưng thường xuyên thiếu nước tưới do phần lớn diện tích nằm ở trên kênh Đại Thủy Nông Nậm Rốm, dẫn đến năng suất thấp, thu nhập bấp bênh. Trước thực tế này, năm 2019, một số hộ nông dân ở thôn Đồi Cao đã mạnh dạn chuyển một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khoai lang. Theo chị Phương, khoai lang là cây trồng chịu được khô hạn. Một vụ trồng chỉ thực hiện tưới nước từ 3 đến 4 lần nên tốn ít công chăm sóc và chi phí vật tư phân bón so với trồng ngô, lúa. Chủ yếu sử dụng phân chuồng hoai mục, không cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Sau 4 tháng trồng, 1.000 m2 cho năng suất đạt từ 1,1 đến 1,2 tấn. Với giá hiện tại từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng trên 1 kg, thì 1.000 m2 trồng khoai lang cho thu nhập từ 14 đến 17 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với trồng lúa. Vâng, thế thì trong cái trồng khoai này thì chúng ta thấy là khoai lang thì cái thứ nhất là mình cảm thấy là cái năng suất nó cao này, cái kinh tế nó hơn này. Xong cái thứ hai là cái môi trường mà phun so với lúa là rất là hạn chế, không phải phun một tí nào, cho nên là riêng chị hội em phụ nữ thôn Đồi Cao là cảm thấy là cái môi trường nó rất là trong sạch. Nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng cây khoai lang, năm nay gia đình bà Hoàng Thị Sen ở thôn Đồi Cao, xã Thành An cũng đã chuyển toàn bộ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng khoai lang. Theo bà Sen, trồng khoai lang lấy củ tốn ít công chăm sóc, nhưng phải coi trọng khâu thu hoạch. Thu hoạch khoai lang phải chọn ngày nắng ráo và không làm cho khoai bị chảy xước, bảo quản được lâu, giá bán cao hơn. Năm nay, khoai lang được mùa, với diện tích 2.500 m2, gia đình bà Sen thu hoạch đạt gần 3 tấn củ, thu nhập được hơn 30 triệu đồng. Được biết, trong những năm gần đây, nông dân xã Thành An đã mở rộng diện tích trồng khoai lang gần 30 ha, trong đó diện tích trồng tập trung chủ yếu ở thôn Đồi Cao với 18 ha và bản Triềng An với 6 ha. Chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây khoai thì thôn Đồi Cao thì cũng 2 năm về qua là cũng được cấp ủy chính quyền, ủy ban nhân dân xã Thành An thì cũng triển khai họp và vận động coi như là chi hội phụ nữ thôn Đồi Cao là chuyển đổi sang mục đích cây lúa sang cây khoai. Thì cái diện tích lúa thì cấy là ở khu vực đây là chi hội phụ nữ thôn Đồi Cao là cấy là một năm là 2 vụ. Nhưng về cái năng suất thì so với lại cái sản lượng trồng khoai này thì cái trồng khoai lang này là năng suất nó cao hơn so với cái diện tích thì lúa thì một năm mà cấy ở trên cái diện tích trên ruộng này thì thu nhập ấy thì và chi phí các thứ thì cũng chỉ khoảng độ là 5 triệu trên 1.000 m2, nhưng so với trồng khoai là nó phải rơi vào độ 15 triệu trên 1.000 m2. Để giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Thành An đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức 1 đến 2 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai lang cho nông dân, xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng khoai lang chất lượng cao. Nhờ đó, đến nay, bên cạnh duy trì các giống khoai bản địa như khoai tím, khoai lòng trắng, thì người dân còn đưa thêm một số giống khoai mới vào trồng nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị cây trồng. Cùng với đó là liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, có phần tăng thu đáng kể cho người nông dân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thành An, hiện sản lượng khoai lang toàn xã đạt trên 300 tấn, giá trị kinh tế đạt hơn 3 tỷ đồng trên năm. Được biết, ngoài xã Thành An, huyện Điện Biên còn quy hoạch vùng trồng cây khoai lang tại xã Thanh Nưa và Hua Thanh. Năm 2021, toàn huyện trồng gần 100 ha cây khoai lang vụ đông và vụ xuân, sản lượng đạt trên 1.000 tấn trên năm, với giá bán từ 10 đến 12.000 đồng trên kg. Khoai lang đã mang lại thu nhập cao cho người dân. Hộ trồng nhiều có thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng,
hộ trồng ít cũng có thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi năm. Cũng xuất phát từ cái diện tích là ở khu vực trong này là về cái mùa vụ chiêm là nó ít nước. Thế nên là bà con chuyển đổi cái cây khoai lang, là trồng cây khoai lang là chủ yếu cho cái vụ đông này. Sau đó là thu cái cây khoai lang này thì bà con cũng có người thì lại tiếp tục trồng một khoảng tháng 1 là bắt đầu thu khoai. Xong người ta lại tiếp tục trồng một vụ nữa. Thì năng suất thì nói chung là cái cây khoai lang này nếu tính so với lại cây lúa thì nó có thể là gấp đôi và gấp ba. Thứ nhất là cái công làm thì nó cũng không mất nhiều công. Chi phí chăm bón thì nó cũng không phải đầu tư nhiều. Cùng với quy hoạch vùng trồng, công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây khoai lang cho người dân cũng được huyện Điện Biên quan tâm và chú trọng. Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Điện Biên đã mở 4 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây khoai lang cho trên 200 lượt hộ nông dân, hỗ trợ cây giống, phân bón để người dân mở rộng diện tích trồng cây khoai lang, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm và liên kết với các doanh nghiệp tổ chức thu mua khoai lang cho nhân dân. Năm 2022, huyện Điện Biên phấn đấu tăng diện tích trồng khoai lang lên 150 ha, sản lượng phấn đấu trên 1.500 tấn. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất khoai lang tập trung, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng sản phẩm khoai lang Thanh An, Thanh Nưa thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của địa phương. Thì cái mục tiêu của huyện Điện Biên trong thời gian tới thì đang tập trung vào phát triển thâm canh tăng vụ, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cái diện tích đất lúa kém hiệu quả. Thế thì trong thời gian qua thì qua tình hình thực tế thì chúng tôi cũng đã rà soát và cũng đang đẩy mạnh triển khai chuyển đổi một số cái loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và trong đó là có cây khoai lang. Đấy, thì hiện nay là cây khoai lang thì cũng đang được tập trung phát triển, tăng dần diện tích trên địa bàn các xã như là Thanh Nưa, Thanh An và các khu bãi màu quen ven sông Nậm Rốm. Thế thì qua tình hình hiện nay thì chúng tôi đã phát triển được khoảng 150 ha. Đấy, và trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục tập trung vào để rà soát các cái quỹ đất nhất là đất lúa kém hiệu quả để vận động tuyên truyền cho bà con có thể là phát triển sang trồng cây khoai lang. Đấy, đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào cái ổn định cái tổ chức sản xuất, có thể là sẽ vận động tuyên truyền để bà con là hình thành cái tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã để hướng tới là phát triển cái cây khoai lang thành cái cây trồng có hiệu quả kinh tế và cũng góp phần nâng cao thu nhập cho bà con trong sản xuất. Có thể thấy, thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua, các xã của huyện Điện Biên đã có những việc làm và bước đi thích hợp trong đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt là mạnh dạn chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, ngô, đậu đỗ và khoai lang để nâng cao thu nhập cho người dân, giúp nông dân ngày càng bám đồng, bám ruộng, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm không phải là một chặng đường dài, song mỗi một năm với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đã giúp cho tình kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ngày càng khăng khít, bền chặt trên nhiều mặt công tác, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước hết thể hiện trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Theo đó, hai đơn vị thường xuyên trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, hàng năm, hai đơn vị còn lựa chọn chủ đề, phần việc cụ thể để hoạt động kết nghĩa ngày càng khăng khít, bền chặt. Đây là lễ bàn giao phòng lớp học vừa được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao cho thầy và trò trường Trung học cơ sở xã Thanh Nưa trong thời gian vừa qua.
Công trình là một trong hai chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị trong năm 2021. Công trình phòng lớp học trường trung học cơ sở xã Thanh Nưa được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Công trình có hai phòng lớp học 2 tầng, diện tích xây dựng 120m², diện tích hai mặt sàn 207m², diện tích mỗi phòng học 52m², với tổng số tiền đầu tư 870 triệu đồng. Được biết, toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng là do Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội kết nối với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tại Sơn La, Ngân hàng Vietcombank, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tài trợ xây dựng. Số tiền 750 triệu đồng tài trợ cho hai nhà lớp học là số tiền không lớn, nhưng nó cũng thể hiện cái tình cảm, là cái sự chia sẻ của tập thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Vietcombank đến với các cái trường của xã vùng cao Tây Bắc. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới, được sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ huy Quân sự của quận Hoàn Kiếm, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình an sinh xã hội hơn nữa, tốt hơn nữa, để làm sao thầy và trò ở những huyện vùng cao có những cái điều kiện dạy và học tốt hơn, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà cũng như của tỉnh Điện Biên. Việc khánh thành và đưa hai phòng học vào sử dụng sẽ giúp trường trung học cơ sở xã Thanh Nưa tổ chức học 1K, chấm dứt tình trạng học chung, chật chội, thiếu thốn trước kia, tạo thuận lợi cho thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt. Rất vinh dự và phấn khởi cho trường trung học cơ sở xã Thanh Nưa được đón nhận, đó là cái quà của Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã tạo điều kiện giúp nhà trường kết nối với các nhà tài trợ, giúp nhà trường xây dựng hai phòng học. Trước khi có hai phòng học này thì trường trung học cơ sở xã Thanh Nưa học sinh phải học 2K. Khi các em đến trường như thế thì cũng có nhiều khó khăn cho việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường cũng như là các cái hoạt động giáo dục khác. Thế khi mà có phòng học 2K này, khi có thêm hai phòng học mới thì học sinh trong toàn trường sẽ được học 1K. Và việc học 1K này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò trong nhà trường nâng cao chất lượng cho việc dạy và học cũng như tổ chức tất cả các hoạt động khác trong toàn trường. Có thể thấy, trên đây chỉ là một trong rất nhiều công trình, phần việc mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên và Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thực hiện trong thời gian vừa qua. Sau 15 năm kết nghĩa, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã trực tiếp hỗ trợ và kêu gọi hỗ trợ xây tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa, tặng cho 5 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng của huyện Điện Biên, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng, tặng 60 sổ tiết kiệm cho 60 thương, bệnh binh, gia đình chính sách, với tổng số tiền 180 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa bản Pú Tiểu, xã Thanh Sương trị giá 300 triệu đồng. Và bằng những việc làm cụ thể, thiết thực kể trên đã góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tại địa bàn các đơn vị đóng quân ngày một tỏa sáng, củng cố vững chắc mối quan hệ quân dân ngày càng khăng khít. Đặc biệt, trong quá trình kết nghĩa, hai đơn vị đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo tốt công tác quốc phòng, phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và tham gia nhiều nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hoạt động là kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy Điện Biên và Ban Quy quận Hoàn Kiếm Hà Nội thì đã kết nghĩa đã từ năm 2009, đến hôm nay đã 13 năm. Thì hàng năm đã giữa Ban Chỉ huy Hoàn Kiếm, Ban Chỉ huy Điện Biên thì hàng năm đã có những cái biên bản ghi nhớ để trao đổi những kinh nghiệm về quân sự quốc phòng địa phương. Ngoài ra trao đổi những nội dung và liên quan đến công tác quân sự. Đặc biệt là trong những năm tháng hàng năm thì Ban Chỉ huy quận Hoàn Kiếm đã tạo điều kiện giúp Ban Chỉ huy Điện Biên về một số cơ sở vật chất như là máy tính, giường, tủ và một số là trang thiết bị trong công tác quân sự. Ngoài ra Ban Chỉ huy Hoàn Kiếm đã tham mưu cho quận ủy quận Hoàn Kiếm và những cái nhà hảo tâm là cái ngân hàng đấy, những hàng năm đã xây dựng nhà đồng đội đấy, nhà tình nghĩa và là nhà văn hóa hàng tỷ đồng. Thời gian tiếp theo, hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị tập trung vào tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông,
hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà ở, phòng học cho các cháu học sinh nghèo vùng cao biên giới còn khó khăn và một số chương trình chung tay nâng bước em đến trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại!